ở ngay đây thôi. Em ở ngay đây á? Vâng, nghe em tỉa ngay đây thôi nhỉ. Vậy á? Vâng. Nhưng mà như em ở đây thì em thấy là có nhiều đơn vị về đây làm đá không? Chưa có nhỉ. Nếu vậy mà á? Đơn vị là về đây làm đá thì chưa có, bởi vì là ở khu em này này, nếu mà muốn mua những cái đá như này là phải đặt. Nhưng mà sao em lại nghĩ rằng đây là công trình đẹp nhất ở trong cái khu vực này? Bởi vì là quanh các ngôi mộ này bọn em là cũng đi làm mộ các thứ ấy. Ừ. Bọn em để đi đào này, đào hoài cốt ấy, đến mùa ấy, đi đào ấy. À vậy là tức là nhà em là chuyên đi xây dựng ở đây à? Không, em đây mộ nhà em ở ngay đây thôi anh ơi. Đấy, em là với lại mấy người nữa là kiểu là mấy anh em là đi ở các xã này, các huyện này này. Ừ. Người ta đến mùa người ta thuê anh em kiểu là đi cải cát ấy. Tức là mình cũng va chạm với những cái sản phẩm, những công trình này rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà như cái quan điểm cá nhân của em thì em thấy công trình này nó đẹp ở cái gì? Đẹp thật, nó nhiều cái nhỉ. Ví dụ? Nói chung là từ cái bố trí này, anh hiểu không? Từ cái em nói ngay cái đơn giản thôi là cái gạch nền này này. Ừ. Em nói ngay cái đơn giản thế thôi. Ừ. Nó là cái gạch nền tinh này, tế đúng không? Vâng, nó tinh tế. Bởi vì là những cái gạch nền đây này, nó từ chiếc lá các thứ anh hiểu không? Ở đây là chưa có, không có. Ví dụ nhá, anh bảo này, như em nhìn thấy ở công trình này có thể là bọn anh đục chạm rất là ít. Không đục chạm nhiều như những cái công trình ở bên cạnh này. Đây này. Nhưng mà như những cái mắt em nhìn thấy thì em thấy là cái nào hay hơn? Bên này chứ anh. Bên này hay hơn á? Bên này hay hơn nhiều. Anh tưởng là đục chạm ít như anh này thì nó không hay bằng bên kia. Anh ơi, đâu có phải đục chạm nhiều hoa văn nhiều là nó đẹp đâu anh. Vậy á? Vâng. Bên này đẹp hơn này anh này. Ừ. Chú ở bên này chú để ý công trình cho anh cái, tại vì như này này, công trình này là của bác anh thì bác ấy đang ở bên Séc. Vâng. Cũng ít về thôi. Nhưng mà ở nhà thì vẫn có người thân, vẫn có các anh chị vẫn đang ở bên này. Vâng. Thì cũng nhờ bọn em ở đây ví dụ như là đáo qua có thể xem. Ở đây là chú anh cũng bác cũng chuẩn bị cái cổng. Thì có nhiều khi là có các cháu hay gì nó ra vào nó không đóng cổng lại ấy. À, thì rồi, nếu mà bọn em thấy bọn em đóng cổng lại. Kể cả là những người thả dê, thả bò ở đây này, em cũng ở ngay đây thôi, em bảo luôn bởi vì là phần mộ các thứ người ta. Ừ. Dê, bò thì đây như kiểu này thì là chăn xe ra, đừng để vào mộ những cái phần linh thiêng ấy, em bảo hết mà. Những anh cảm ơn em. Vâng, anh nhá. Ừ, cảm ơn em nhá. Thôi em sẽ làm đây. Ờ đấy, thật ra là cũng là những cái chia sẻ, tức là cũng là cái góc nhìn, tức là mỗi một người chúng ta có một cái góc nhìn riêng thôi. Nhưng mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì khi mà mỗi một công trình mình làm xong mà được khách hàng rồi được mọi người đón nhận và được những cái góp ý chân thành của khách hàng thì đấy là một trong những cái điều vô cùng tuyệt vời. Thì lại quay trở lại cái câu chuyện ở đây đó là gì? Mình làm công trình cho khách hàng nhưng mà luôn luôn trong một cái tâm thế là như kiểu là mình đang làm công trình cho ông bà, cho tổ tiên nhà mình vậy. Thế nên là mình nghĩ rằng là nếu như làm công trình này cho ông bà, cho tổ tiên nhà mình thì mình sẽ làm như thế nào? Thì đem đúng những cái suy nghĩ đấy để làm công trình cho khách hàng. Thì đấy là một trong những cái suy nghĩ mà đám anh Quân làm được. Thật ra là có nhiều khi là mình nói là bây giờ làm không phải vì tiền cũng không đúng. Tất nhiên là làm là đương nhiên là ở cái góc độ của kinh tế rồi, nhưng mà mình vẫn muốn rằng là ít nhất ở trong cái lĩnh vực đá mỹ nghệ này, trong cái lĩnh vực lăng mộ đá này thì đá mỹ nghệ anh Quân mang được cái giá trị gì cho khách hàng. Ngoài cái việc mà duy trì cái hệ thống công ty của mình, duy trì cái hệ thống sản xuất của mình, tạo công ăn việc làm cho anh em ra, nhưng mà mình muốn mang những cái sản phẩm nó thực sự chất lượng đến cho khách hàng, mang những cái sản phẩm mà nó thực sự có giá trị. Thì cái câu chuyện ở đây là không phải là ông nói hay là ông nói là tôi làm tốt lắm, tôi làm thế này thế kia, nhưng mà nó sẽ bằng những cái sản phẩm thực tế mà khi mình lắp dựng, khi mình bàn giao cho khách hàng và khách hàng đón nhận như thế nào, thì đấy nó là cái vấn đề quan trọng nhất. Nhiều khi là có những cái lúc mà mình cũng băn khoăn, cũng chăn trở rất là nhiều. Ví dụ như là khi bác Dũng hai bác cháu điện thoại cho nhau, bác mới nói chuyện và nghe những cái tâm tư, những cái nguyện vọng mà bác muốn làm ở công trình để tri ân bố mẹ của mình ấy, thì mình cảm thấy sướng lắm, mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Tại vì ngoài những cái vấn đề là cái công việc của mình ra, nhưng mà mình được một cái bài học. Mình được một cái bài học, tức là bây giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn bố mẹ, mình còn rất là nhiều những cơ hội, mình còn những cái cơ hội để dùng cái từ là báo đáp mà khi bố mẹ mình còn sống. Đấy, chẳng hạn như là bác Dũng hay là rất nhiều bác khách hàng khác mà khi bố mẹ qua đời rồi thì cái hành động mà cái nghĩa cử mà xây những khu lăng mộ như thế này, tức là để tri ân bố mẹ, gần như nó là những cái nghĩa cử cuối cùng rồi, cũng không còn cái gì cả. Thế nên các bác ấy luôn luôn là muốn làm những cái công trình nó thật sự là có giá trị, thật sự là chất lượng, để sau này không bao giờ con cháu phải suy nghĩ nữa, không bao giờ phải lo lắng là không biết là công trình, cái nơi an nghỉ của bố mẹ mình ở quê có đang tốt không, có bị xuống cấp hay không. Đấy là cái điều thật sự là tuyệt vời. Thế nên là tất cả chúng ta, khi những người may mắn còn bố mẹ, thì chúng ta hãy cố gắng dành thời gian thật là nhiều ở bên bố mẹ của mình và quan tâm đến các cụ.
Chứ còn khi mất đi rồi thì đấy, mọi người nhìn thấy là cũng chỉ có thể là làm cho các cụ những công trình nơi an nghỉ như thế này thôi. Đấy là một trong những cái suy nghĩ, những cái điều mà mình muốn chia sẻ, gửi gắm đến tất cả mọi người. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì các quý vị và các bạn đã luôn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ những cái sản phẩm của Đá Minh Nghệ Anh Quân. Thật ra thì mình cũng làm chưa phải là tốt lắm đâu, cũng sẽ cần phải không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề hơn nữa để càng ngày càng đưa ra thị trường những cái sản phẩm nó chất lượng hơn, tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn thật là nhiều.